huyền thoại về Satan con báo của người Đức. Panther, con báo, là loại Satan nhanh nhẹn nhưng nguy hiểm và có bị đánh bại của Đức trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Tuy vậy, ít ai biết về sự ra đời cũng như phát triển thần kỳ của nó. Panzer V Panther cùng với Tiger là hai loại Satan nổi tiếng nhất của Đức Quốc xã trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Trên khía cạnh kỹ thuật, Panther cùng với T-34 của Liên Xô, phiên bản gắn pháo 76 và 85 ly, là hai loại Satan tốt nhất trong cuộc chiến. Chúng được coi như những xe tăng chiến đấu chủ lực đầu tiên của thế giới. Khi Đức xâm lược Liên Xô vào tháng 6 năm 1941, lần đầu tiên họ chạm trán với xe tăng hạng nặng KV và xe tăng hạng trung T-34-76 của Liên Xô. Chúng thực sự khiến người Đức bị sốc vì dù thua kém về thiết bị thông tin liên lạc, nhưng hỏa lực và giáp của hai loại xe tăng này lại vượt trội hơn so với các loại Panzer của Đức Quốc xã. Ở giai đoạn đầu của chiến dịch Barbarossa, quân Đức chỉ phải đối đầu với những nhóm nhỏ xe tăng KV T-34 và có thể tiêu diệt chúng nhờ vào tình trạng rối loạn không có tổ chức của Hồng quân vào lúc đó, cũng như sự thiếu kinh nghiệm của kiếp lái xe tăng. Nhưng càng về sau thì tình thế càng khó khăn cho quân Đức khi Hồng quân sản xuất thêm nhiều xe tăng T-34. Hơn nữa, họ đã tái tổ chức và phối hợp với phòng thủ chủ động, xen vào đó là các cuộc phản kích. Đầu tháng 11 năm 1941, sau khi có những báo cáo liên tiếp từ chiến trường, một ủy ban đặc biệt đã đến quân đoàn xe tăng số 2 của Göran nằm ở tập đoàn quân trung tâm để xem xét xe tăng T-34 và thiết kế thiên tài với suy nghĩ đi trước thời đại của các kỹ sư Liên Xô đã khiến người Đức phải thán phục. Người Đức quyết định thiết kế một loại xe tăng hạng trung mới, mạnh mẽ hơn và có thể nhanh chóng đi vào sản xuất. Nên vào ngày 25 tháng 11 năm 1941, Adolf Hitler ra lệnh cho Wolfsburg bắt đầu công việc phát triển xe tăng hạng trung vượt trội T-34. Đến tháng 12 cùng năm, Wolfsburg chỉ thị cho hai hãng Daimler và MAN thiết kế loại xe tăng có trọng lượng khoảng 30 tấn, trang bị pháo 75 ly L-70. Tháng 3 năm 1942, Daimler lần đầu tiên sản xuất mẫu VK-3002 dựa trên thiết kế bị loại bỏ là VK-3001, sao chép hoàn toàn từ T-34-76. Loại xe tăng này thực sự giống như là xe tăng T-34 phiên bản của người Đức, với một vài chỉnh sửa. Và bên cạnh đó, khi thiết kế các mẫu VK-3002 của hãng MAN ra mắt vào mùa xuân năm 1941, cũng không có gì đặc biệt so với T-34-76 của Liên Xô. Mặc dù vậy, thì các mẫu thử nghiệm cũng được giới thiệu với Hitler, người ra lệnh sản xuất 200 chiếc xe tăng mới trong thời gian nhanh nhất có thể. Ngày 11 tháng 5 năm 1942, đề án VK-3002 nhận định danh Panther. Sau khi chương trình thử nghiệm mở rộng các thiết kế hoàn tất, Hitler chọn thiết kế của hãng MAN để đưa vào sản xuất. Mẫu thử của Daimler bị loại bỏ vì ngoại hình quá giống Liên Xô, cũng như còn nhiều sai sót về kỹ thuật. Thiết kế này sau đó bị Liên Xô thu được vào tháng 5 năm 1945. Ngoài ra, còn có thiết kế T-25 của Skoda dựa trên T-34 cũng bị loại bỏ. T-25 có điểm thú vị là được trang bị pháo 75 ly với hệ thống nạp đạn bán tự động theo băng. Khoảng tháng 6 năm 1942, mẫu Panther của MAN được chấp nhận đi vào sản xuất hàng loạt. Dự kiến công việc bắt đầu vào tháng 12 và Hitler muốn sử dụng pháo 75 ly L-100, nhưng loại pháo này chưa sẵn sàng đi vào sản xuất nên khẩu pháo 75 ly L-70 được chọn để thay thế. Khẩu pháo 75 ly này có thể xuyên giáp dày đến 150 ly ở khoảng cách 1000m. Một điều quan trọng đó là Panther là chiếc xe tăng đầu tiên của Đức có thiết kế giáp nghiêng và khớp vào nhau. Tuy khá giống với T-34, nhưng Panther tinh vi và phức tạp hơn và nhiều chi tiết kỹ thuật khác biệt. Panther có bánh chịu lực lớn và hệ thống treo tốt giúp nó di chuyển qua các địa hình gồ ghề với tốc độ cao. Cuối năm 1942, lô xe tăng 20 chiếc tiền sản xuất đã được đặt hàng. Chúng được định danh là Panzer V Panther. Động cơ là loại Maybach B45 công suất 650 mã lực. Một điều khá thú vị là có nhiều chiếc Panther phiên bản đời đầu này được gắn thám pháo Panzer IV phiên bản H. Loại thám pháo này không xoay được để di chuyển thành xe tăng chỉ huy trên mặt trận phía đông đầu năm 1944. Sang tháng 12 năm 1942, một phiên bản mới hiện đại hơn ra mắt, còn 20 chiếc thuộc lô đầu tiên được đặt lại tên là Ost-D1 và sử dụng cho mục đích thử nghiệm, huấn luyện. Lúc này, quân Đức đang chuẩn bị cho chiến dịch Citadel,
do đó ra lệnh phải có 250 chiếc Panther sẵn sàng chiến đấu trước ngày 12 tháng 5 năm 1943. 750 chiếc còn lại thì cố gắng sản xuất nhanh nhất có thể. Do đó, mẫu phiên bản D đã nhanh chóng được đưa vào sản xuất. Giáp dĩ nhiên là mạnh hơn các phiên bản D1, còn pháo chính cũng là loại 75 ly, nâng cấp, đặt trên tháp pháo có trợ thủy lực bên cạnh động cơ Maybach B30. Động cơ này về sau bị quá tải dẫn đến hay hỏng hóc. Trong 250 chiếc Panther ban đầu, chỉ còn 43 chiếc hoạt động trong tháng 10 năm 1943. Số này về sau được hoán cải thành Panzer 267, đội xe tăng chỉ huy với radio tăng cường. 600 chiếc Panther phiên bản D2 tiếp theo cũng được sản xuất với động cơ HLB30 với công suất 700 mã lực, vốn đã trở thành động cơ tiêu chuẩn cho các phiên bản Panther về sau, lẫn xe tăng Tiger 2 và pháo tự hành chống tăng Jet Tiger. Ngoài ra, ở mẫu D2 có nhiều nâng cấp như cửa nắp mở phía sau cho trưởng xe và giáp hông. Trong vòng từ tháng 12 năm 1942 cho đến tháng 9 năm 1943, đã có 850 chiếc Panther phiên bản này đã được sản xuất. Đến tháng 8 năm 1944, sau khi sửa chữa và cải tiến hộp số lẫn nhiều bộ phận khác, có thêm một phiên bản Panther mới tên là Osa ra đời. Nó nhanh chóng đã trở thành một mẫu xe tăng đáng gờm. Panther Osa có tháp pháo mới, lắp thêm một khẩu súng máy MG-34 trên nóc tháp pháo để bắn máy bay, một khẩu MG-34 ở đầu xe và giáp hông tiêu chuẩn. Có khoảng 2.200 chiếc xe Panther phiên bản này đã được sản xuất. Phải nói là Panther luôn không ngừng được các kỹ sư Đức cải tiến nhằm nâng cao khả năng lẫn giải quyết các trục trặc tồn động. Đến tháng 3 năm 1944, phiên bản G ra mắt với độ tin cậy cao hơn, đồng thời cũng có số lượng nhiều nhất trong tất cả các phiên bản Panther, với 2.950 chiếc đã được sản xuất. Panther G có nhiều điểm mới như kính ngắm xoay cho trưởng xe, mặt nạ pháo tăng mới được gia cố nhằm triệt tiêu điểm chết, vốn hay bị đối phương nhắm vào, khoang động cơ có nắp treo quạt mới và nhiều chỉnh sửa có giá trị khác. Tuy vậy, ở bản G này vẫn có những kiểm khuyết như tháp pháo xoay chậm mất tới 30 giây, trong khi T-34 là 10 giây và M4 Sherman là 15 giây, và thiếu kính tiềm vọng cho pháo thủ. Ngoài ra, xe tăng Panther phiên bản F đã được lên kế hoạch sản xuất với giáp tốt hơn, tháp pháo mới cùng với các loại pháo tăng 75 ly 42 hoặc Skoda 75 ly. Ngoài ra còn có thể gắn thêm pháo 75 ly L100. Tuy vậy, chỉ có một mẫu thử nghiệm được sản xuất do chiến tranh thế giới lúc này đã kết thúc và đã đi vào hồi kết với sự diệt vong của Đức Quốc xã. Tổng cộng có khoảng 6.000 chiếc Panther với tất cả các phiên bản đã được sản xuất từ năm 1943 đến năm 1945. Nhiều cho một mẫu xe tăng Đức nhưng không đủ để chống lại xe tăng của đồng minh có số lượng vượt trội. Về cơ bản, kiếp lái xe tăng Panther có 5 người, với lái xe và điện đại viên ngồi trước, trưởng xe, pháo thủ và nạp đạn ngồi trong tháp pháo. Hỏa lực của khẩu pháo 75 ly giúp cho pháo thủ Panther ngắm bắn không cần tính sai số từ cự ly 1.800m. Vì ở tầm xa hơn thì anh ta có thể căn chỉnh lượng gió và góc bắn. Có điều là thời kỳ này chưa có hệ thống cân bằng tự động, nên khi muốn bắn chính xác, Panther buộc phải dừng lại. Phiên bản G có dự trữ 82 viên đạn pháo 75 ly cùng khoảng 3.000 đến 9.000 viên đạn súng máy cho 3 khẩu MG-34 trên xe. Để so sánh, người Đức lấy xe tăng mới nhất của Liên Xô thời điểm đó là vào tháng 3 năm 1944, T-34-85 và AS-2. Panther ưu thế hơn T-34-85 khi đối mặt. Nó có thể xuyên được giáp trước của T-34-85 ở khoảng cách 800m, trong khi T-34-85 chỉ hạ được Panther ở khoảng cách 500m. Bắn vào hông hay đuôi xe thì hai loại này đều ngang nhau. Đối với AS-2, Panther vượt trội hơn khi đối mặt, nhưng yếu thế hơn khi không kích hông và đuôi xe. Tương tự, pháo chống tăng cỡ 57 ly của Liên Xô vô dụng với giáp pháo Panther. Trong khi đó, pháo 76 ly của họ phải nhắm thật chính xác vào chỗ hiểm mới hạ được chiếc Panther này. Quân đồng minh ở mặt trận phía Tây lần đầu tiên chạm trán với Panther là ở Normandy năm 1944. Giáp trước của Panther miễn nhiễm trước các loại hỏa lực của quân Mỹ, Anh và Canada, trong khi pháo 75 ly của Panther dễ dàng tiêu diệt xe tăng Sherman. Năm 1943 và năm 1944, Panther có thể bắn hạ mọi xe tăng ở khoảng cách 2.000m, trong khi ở tầm 1.000m, kiếp lái Panther khẳng định xác suất bắn trúng lên tới 90%. Theo dữ liệu của lục quân Mỹ,
Trung bình để diệt được một chiếc Panther thì phải mất đến 5 chiếc Sherman và 9 chiếc T-34. Ngày 13 tháng 9 năm 1943, 7 chiếc Panther của tiểu đoàn 1 trung đoàn xe tăng SS số 2 đã đối đầu với 70 xe tăng T-34 gần Colomac. Trong vòng 20 phút, Panther đã tiêu diệt 28 xe tăng T-34 mà không mất một chiếc nào. Hay như trong trận đánh gần Salais, ngày 28 đến ngày 29 tháng 7 năm 1944, sư đoàn SS Viking đã tiêu diệt 107 xe tăng gồm T-34 và M4 Sherman cùng với Valentine. Trong khi đó chỉ mất 6 chiếc, một Panzer 4 và 5 Panther. Tóm lại, xe tăng Panzer 5 Con Báo là một loại xe tăng rất thành công. Thiết kế cách mạng của nó đã ảnh hưởng đến nhiều thế hệ xe tăng chủ lực đầu tiên của phương Tây. Chúng tiếp tục được sử dụng sau chiến tranh ở nhiều nước như Pháp, Bulgaria, Tiệp Cách, Hungary. Ngoài ra, Pháp còn dựa trên Panther để thiết kế xe tăng hạng nặng AMX-50. Tiếc là đã không được đi vào sản xuất